Giữa phố phường tấp nập đông người chen chúc, nhưng dù có vội vã tới mấy thì cũng chẳng ai có thể ngó lơ cái thùng đồ chơi cho nhận xuất hiện trên nhiều con đường ở Sài Gòn và Hà Nội. Chưa cơ tựa các cửa tựa hà nở rơi vì mặt. Nếu cần đồ chơi hãy lấy một món. Trên thùng chỉ ghi vỏn vẹn, có đồ chơi dư cùng mang ra tặng. Chà nở rơi cơ nở ra y thi cờ hờ hay kêu gò y, ra y thơ rơi thông ba ho di nhiều, người đi ô tô, người đi xe máy. Tản bộ qua đường đều chậm chậm lại để đọc dô ý đăm chiếu như ra lại chi nhơ xem ở nhà có món đồ chơi nào không con ở du nở dây thơ y. Ngại ý mai xe quay lại u nở dây hô, con ở ai có hoa nở ca nhờ khó khăn du vơ nở con ở du tờ dê nhưng ở y ha nhờ phu cờ đo nở nhận mo nở qua xe chia tư người không hề quen biết. Chỉ cần đứng quan xa tờ khoa nở rơi một tiếng đồng hồ sẽ thấy chiếc thùng cho nhận cứ đầy rồi vơi. Cô bán quán bên cho chiếc đèn ông sao. Còn mấy cô làm văn phòng gần đó mang ra cả một bịch bánh kẹo vừa mua mang tả nở rơi. Nhớ mẹ trên đường nở rơi đi làm qua tha và ho thu nở rơi cái ô tô điều khiển, con bu thở bê ma con trai, con ga y đa qua tuổi y chơi dô y. Trung thu về, người ta ngất ngây, mê mờ nở trước sự hào nhoáng của những con phố sáng rực đèn lồng đỏ nhưng lại chỉ cảm động bởi thứ sản vật tình người cho và nhận giản dị thế na y mà thôi. Ba nở nhân viên tựa ha nở rơi vín mặt người ha nở rơi nga y qua nở ly thu nở rơi đồ chơi ta y tựa ha nở rơi mi nhờ kê thêm, nhiều bố mẹ muốn tặng đồ chơi cho người nghèo nhưng không biết làm thế nào. Giờ đây, thu nở rơi đồ chơi cho nhận na y như là một địa điểm để tiếp nhận tấm lòng thơm thảo của họ, là cầu nối mang hơi ấm và niềm hạnh phúc đến tận tay người nghèo. Ngược lại, có những người có hoàn cảnh khó khăn khi được tặng đồ chơi thường ngại, họ không muốn nhận dù mình biết họ đang rất cần. Thế nên chia lê cờ thu nở rơi đế ho tự quay lờ y thế na y xe tạo cảm giác không ai giám sát, cho người đến lấy không có cảm giác ngại ngùng. Hiện chia lê cờ thu nở rơi đồ chơi na y đa có mặt ơ 70 cờ ha nở rơi vỉn mặt trên ca nữa cờ vơ y danh xa cờ hờ giữa y đây. https://2.2/bit.ly/2nl/1iter